Xin chào mọi người đang xem kênh của Trâm. Trong tập trước, Cổ Yên dẫn Lâm Động trở về làm trợ thủ cho Cổ gia tham gia võ hội. Tuy nhiên, điều này gặp phải sự phản đối của các trưởng lão Cổ gia, vì thực lực của Lâm Động nếu chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài thì khá yếu. Khi đến võ hội đảo, Lâm Động cũng gặp Mạc Đào, kẻ đang theo đuổi Cổ Yên và được Cổ gia mời về làm trợ thủ. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Ánh mắt ba người Cổ Lăng và Cổ Mộng Kỳ đều khẽ động, nhưng cũng không nói gì thêm. Thật ra bọn họ cũng không bận tâm lắm chuyện ai làm người viện trợ, chỉ cần người viện trợ có thực lực thật sự, thân phận gì cũng không quan trọng. Trước bao ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Động cười cười rồi bước ra, nhìn thẳng vào Mạc Đào, nói, nếu phải nhất định phải vậy thì, ngươi cút đi. Khi chữ cuối cùng vừa dứt, nụ cười trên gương mặt Lâm Động cũng tan biến hoàn toàn. Nhất thời một thứ hàn khí lạnh lẽo bùng phát ra từ thân thể hắn khiến cho đồng tử của mấy người Cổ Lăng cũng phải co rút lại. Hàn khí đột nhiên tỏa ra từ trên người Lâm Động, sự biến chuyển đột ngột này khiến những tiếng xì xầm bàn tán xung quanh bỗng chốc ngưng bặt, tất cả cũng sững sờ nhìn Lâm Động. Người, Cổ Lăng cũng bị chấn động vì lời nói không giữ chút thể diện nào cho Mạc Đào, cặp mày khẽ chay lại, trong lòng thầm nghĩ gã thanh niên này quá ngông cuồng rồi. Dù sao thì làm người xử lý sự việc cũng không nên quá lạnh lùng như vậy, nhưng khi Cổ Lăng chuẩn bị nói gì đó thì Cổ Mộng Kỳ đã liếc mắt ngăn lại, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đó dừng lại trên người Lâm Động. Nhãn quang của Tiểu Yên trước nay đều không tệ, muội ấy biết võ hội sắp đến gần, nếu ép Mạc Đào rời đi thì sẽ là tổn thất lớn cho Cổ gia chúng ta, nhưng muội ấy đã cố chấp như vậy, con nghĩ có lẽ thực lực của tên Lâm Động này không tệ đâu, nhưng hắn chỉ mới bước vào sinh huyền cảnh. Tuy không phải yếu nhưng vẫn còn khoảng cách không nhỏ với Mạc Đào, Cổ Lăng cau mày, ai biết được, Cổ Mộng Kỳ cười cười, nhìn chăm chú Lâm Động một chút rồi nói, hơn nữa, dù hắn thật sự không phải là đối thủ của Mạc Đào thì chúng ta cũng chẳng tổn thất gì. Dù sao nếu hắn thất bại, Tiểu Yên cũng không thể nói gì nữa. Nghe vậy ba người Cổ Lăng trầm ngâm rồi cùng gật đầu. Tình hình hiện tại đúng là không thể nhìn bề ngoài là nói rõ được. Nếu đã như vậy, cứ quyết đấu xem thực lực thế nào. Nếu Lâm Động thật sự đánh bại được Mạc Đào thì lần này Cổ ra lời to rồi. Trước bao ánh mắt chăm chú, nét mặt Mạc Đào cứng đờ lại. Sau đó ánh mắt hắn nhanh chóng tối sầm lại. Cổ họng phát ra tiếng cười cổ quái, nhìn chằm chằm Lâm Động, bản lĩnh cũng không tệ. Được thôi, để xem rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì bảo Mạc Đào ta cút đi. Mạc Đào lạnh băng nhìn Lâm Động, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh đó thì nhường lại vị trí cho ngươi cũng không thành vấn đề, nhưng nếu ngươi chỉ ra vẻ trước mặt ta, thì đừng trách ta bắt ngươi phải trả giá cho sự ngông cuồng đó. Lâm Động nhìn hắn, khoanh tay cười nhạt, hàn quang lóe lên trong mắt Mạc Đào, nguyên lực cuồng bạo cuồn cuộn tỏa ra, những người đứng xung quanh vội vàng lùi ra xa. Mạc Đào vung tay, một vòng sáng khoảng 10 trượng hiện lên dưới mặt đất. Hắn chỉ vào đó nói, ta cũng không ức hiếp gì ngươi, nếu ngươi đẩy được ta ra khỏi vòng tròn này thì coi như ngươi thắng. Mạc Đào nói lời này không hề che giấu sự cao ngạo, danh tiếng của hắn vang dội khắp hải vực Thiên Phong, mà Lâm Động không chỉ thực lực không bằng mà cũng chẳng có danh tiếng gì, như thế không thể không khiến Mạc Đào nghĩ hắn chỉ muốn dựa vào danh tiếng của mình để trèo cao. Loại người này dù thắng hay thua cũng không có ảnh hưởng gì lớn với bản thân hắn. Lâm Động nghe thấy thế, hơi khựng người lại rồi bật cười, hiển nhiên hắn đã hiểu Mạc Đào nghĩ gì. Loại người quá để tâm đến thanh danh lại không hiểu rằng sư tử bắt thỏ cũng phải dùng toàn lực, tâm thái như vậy thật ngu xuẩn, tùy ngươi. Lâm Động lắc lắc đầu, hắn không muốn dây dưa nhiều với Mạc Đào ở đây. Sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong, thực lực này quả thật không tệ, nhưng đối với Lâm Động hiện tại thì không có quá nhiều sự uy hiếp. Kiểu chiến đấu này vẫn nên tốc chiến tốc thắng là hơn. Mạc Đào cười nhạt, hai tay khoanh trước ngực, hiển nhiên hắn cho rằng thanh thế Lâm Động đã yếu hơn, chỉ cần hắn thi triển một số thủ đoạn là Lâm Động sẽ phải cun cút cút đuôi chạy khỏi võ hội đảo. Đến lúc đó Cổ Yên chắc chắn cũng nhìn rõ hơn được một vài điều, Cổ gia hiện giờ chỉ có hắn trợ giúp mới giành được chút thành tích. Hai vị đã nói rõ rồi thì hãy giao đấu ở đây. Người thắng sẽ trợ giúp cho Cổ gia lần này, nhưng mong hai vị dừng ở mức độ giao hữu, Cổ Mộng Kỳ nhẹ nhàng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, nhất thời bước lên, theo từng bước chân của hắn, từng luồng nguyên lực dồi dào lan tỏa, sức mạnh này mạnh mẽ hơn trước đây. Rất nhiều lần, Mạc Đào cảm ứng năng lượng tỏa ra từ Lâm Động, lông mày giật giật, hàn quang đột nhiên lóe lên trong mắt, hắn khẽ bước chân ra, tiếng gió rít đột ngột vang lên, hắn đã ra tay trước, xoẹt. Tốc độ Mạc Đào cực nhanh, chỉ chớp mắt đã xuất hiện phía trước người Lâm Động, sau đó hai bàn tay vẽ lên một đường cong quỷ dị, nguyên lực hùng hồn bộc phát, phá lãng phần cốt trường, ánh sáng màu lam trong tay Mạc Đào bùng phát, nhất thời dường như có tiếng sóng chiều truyền ra. Nguyên lực biến thành những con sóng bạc đầu phía sau hắn, đem theo thanh thế kinh người ập xuống Lâm Động. Không thể không thừa nhận Mạc Đào có thực lực kinh người, một trưởng này có thể khiến cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành bình thường cũng phải rút lui một cách thảm hại, chẳng trách mà hắn được Cổ gia mời làm người viện trợ. Nhưng đáng tiếc là Lâm Động lại không phải loại cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành bình thường. Trưởng phong lam quang uỳnh uỳnh,
ập tới ngày một gần, bên ngoài cơ thể Lâm Động cũng cuồn cuộn thanh quang. Sau đó hắn giơ bàn tay phải ra, trên cánh tay mơ hồ hiện lên hoa văn thanh long. Rầm. Lâm Động giơ thẳng tay ra, không hề có ý tránh né, ngược lại còn chọc thẳng vào trong đợt sóng chiều, sau đó biến trưởng thành quyền, đánh thẳng lên trưởng phong của Mặc Đào giấu bên trong luồng sóng chiều kia. Âm thanh trầm đục vang lên, nhất thời một trận kình phong cuồng bạo bùng nổ, mặt đất lập tức nứt ra, thành từng đường kẻ nứt to bằng cánh tay. Hự, sắc mặt Mặc Đào kịch biến, cổ họng phát ra một tiếng rên nhỏ, cả người cũng lùi về phía sau nửa bước, vẻ mặt có chút khó coi, rõ ràng hắn đã chịu thua thiệt chút ít trong lần va chạm này. Lực lượng mạnh thật, Mặc Đào hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn vừa dứt lời thì đồng tử đột nhiên co rút lại, một đạo thanh quang bắn tới nhanh như tia chớp, quyền ảnh cuồng bạo như vũ bão đem theo sức mạnh hung hãn nhằm thẳng tới những yếu huyệt trên người hắn mà. Công kích, Mặc Đào thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ, hai tay vung lên, nguyên lực biến thành một vòng xoáy lớn phía trước mặt, quyền ảnh của Lâm Động đánh lên đó lập tức bị vòng xoáy hóa giải, chỉ có lực lượng thôi chưa đủ đâu. Mặc Đào cười trào phúng, sức mạnh nhục thể của Lâm Động quả thật khiến hắn kinh ngạc không ít, nhưng đối với hắn, chỉ cần đối phó thích hợp thì sức mạnh đó sẽ không có tác dụng gì lớn. Vậy sao? Lâm Động nhếch mép, bàn tay phải bỗng kết ấn pháp quái dị, nhất thời thanh quang lấp lánh cùng nguyên lực hùng hồn bùng nổ khiến không ít người cảm thấy khó thở. Võ Đế Điền, Võ Đế Toái phách ấn, bàn tay trái biến thành trường ấn tung ra. Vào khoảnh khắc ấy, sau lưng hắn đột nhiên hiện ra một đạo hư ảnh khổng lồ. Thiên trùng lãng pháp, thiên trùng môn. Ngay khi nhìn thấy hư ảnh xuất hiện phía sau Lâm Động, trong lòng Mặc Đào cũng cảm thấy chút bất an, lập tức hắn cũng không dám chậm trễ. Thân hình khẽ động, nguyên lực bùng phát biến thành một chiếc xoáy to hàng trăm trượng trước mặt mình, phát ra sức mạnh sát thương kinh người. Quỳnh, thế nhưng Lâm Động không thèm bận tâm, trường ấn vẫn tung ra, đánh thẳng lên vòng xoáy kia. Muốn chết. Mặc Đào thấy vậy, trong lòng cười mỉa mai, tâm thần khẽ động, vòng xoáy lập tức xoay tròn định nghiền nát cánh tay Lâm Động, két két, âm thanh ma sát không ngừng phát ra, tia lửa bắn ra tung tóe. Nhưng sắc mặt Lâm Động không hề thay đổi, hắn nhìn Mặc Đào rồi nhếch mép cười, phá, thanh quang đột ngột bùng nổ, nhất thời tựa một viên thiên thạch rạch nát chân trời, xuyên thủng vòng xoáy khổng lồ, nhất thời trên vòng xoáy kia bắt đầu xuất hiện vết rạn, cuối cùng bùng một tiếng nổ tung. Cái gì? Mặc Đào thấy thế, sắc mặt kịch biến, đặc biệt là khi thấy quyền ấn xuyên thủng vòng xoáy vẫn lao về phía mình thì sắc mặt càng khó coi hơn, ngón chân điểm lên mặt đất, thân thể bay lên định tránh quyền ấn. Thế nhưng đúng lúc đó, khóe miệng Lâm Động nhếch lên, hắn ngẩng đầu nhìn Mặc Đào với ánh mắt quỷ dị, tĩnh chỉ. Âm thanh nhỏ không thể nghe thấy thoát ra từ miệng Lâm Động, sau đó tất cả mọi người xung quanh cùng nhìn thấy, Mặc Đào vốn đang định dùng thân pháp tránh đòn công kích, thân thể bỗng nhiên cứng đờ lại. Ngay lúc ấy, quyền ấn bay tới đánh mạnh lên ngực Mặc Đào trước vô số ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Âm thanh trầm đục vang lên trong không gian, sắc mặt Mặc Đào tái nhợt, thân thể tựa như một viên đạn pháo bay ngược ra sau, cuối cùng thê thảm rơi xuống. Bàn chân kéo lê trên mặt đất thành một đường dài hàng chục thước rồi mới gắng gượng đứng vững được, đa tạ đã nhường. Lâm Động nhìn Mặc Đào, cười nhạt, nói. Nghe thấy thế, Mặc Đào vội vàng cúi xuống nhìn, chỉ thấy lúc này chân hắn đang đứng ở bên ngoài vòng tròn hắn vừa vẽ nên một quãng khá xa, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Lúc này, ở xung quanh cũng vang lên những tiếng kêu đầu kinh ngạc, vẻ mặt mấy người Cổ Lăng, Cổ Mộng Kỳ đều trở nên ngưng trọng. Trận chiến kết thúc nhanh chóng ngoài sự dự liệu của mọi người. Khi tất cả đang chờ đợi một trận đại chiến kịch liệt thì lại nhận ra trận chiến đã có kết quả, mà kết quả kia lại còn vô cùng bất ngờ, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về Mặc Đào, gương mặt lúc này đã trắng đen đan xen, mãi một lúc lâu sau mọi người mới dần tỉnh thần lại. Nhất thời những âm thanh ngạc nhiên rộ lên, cái gã này, sắc mặt ba vị trưởng bối của Cổ gia ngưng trọng nhìn Mặc Đào rồi nhìn sang Lâm Động, sau đó nhìn nhau, đều nhận ra sự chấn động trong mắt đối phương. Cuộc giao đấu vừa rồi tuy diễn ra rất nhanh, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được Lâm Động hoàn toàn ở vị trí chủ đạo, còn Mặc Đào gần như bị dắt mũi đi, hai bên đã phân rõ cao thấp, quả nhiên đã xem thường hắn rồi. Cổ Mộng Kỳ nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ dị, sau đó khẽ mỉm cười, xem ra những gì Cổ Yên nói không phải giả, lực chiến đấu thật sự của Lâm Động đã vượt qua thực lực bề ngoài của hắn, chẳng trách mà khi chưa đột phá sinh huyền cảnh đã đánh bại được cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Nàng biết rõ thực lực của Mặc Đào, nếu đổi lại là nàng ra tay, tuy có thể đánh bại hắn nhưng cũng không thể gọn gàng, nhẹ nhàng như vậy. Mộng Kỳ tỷ, Cổ Lăng thúc, giờ mọi người đã tin lời con nói chưa? Trên gương mặt lạnh lùng của Cổ Yên cũng hiện nụ cười, ba người Cổ Lăng nghe vậy, cũng đành gật đầu, vừa rồi đã nói rõ, hơn nữa Lâm Động cũng đã thắng Mặc Đào, vì thế bọn họ cũng không thể nói gì hơn, đợi đã. Nhưng khi bọn họ gật đầu thì Mặc Đào không kìm được lên tiếng, nhất thời hắn nghiến răng, vừa rồi là ta đã sơ suất. Mặc Đào, quy tắc là ngươi đặt ra,
Nếu giờ hối hận thì có hơi mất mặt Địa Hải Tông các ngươi không? Vẻ mặt Cổ Yên lạnh tanh nói, sắc mặt Mạc Đào cứng đờ, nhất thời chuyển ánh mắt đi thì thấy sắc mặt đám đệ tử Cổ gia có phần quái dị, khi thấy hắn nhìn thì bọn họ đều nhìn đi chỗ khác. Thấy thế, Mạc Đào bất giác siết chặt tay, nhất thời nhìn sang mấy người Cổ Lăng, nói, lẽ nào các ngươi muốn kẻ lai lịch bất minh này là người viện trợ? Khụ khụ, Cổ Lăng ho khan một tiếng, vẻ mặt có phần lúng túng. Ha ha, Mạc Đào huynh đừng giận, người viện trợ cho Cổ gia đương nhiên thực lực càng mạnh càng tốt, vừa rồi nếu huynh đánh bại Lâm Động, đương nhiên không có gì để nói. Nhưng giờ cuộc tỉ thí đã kết thúc, vì thế, Cổ Mộng Kỳ nói dịu dàng với vẻ hối lỗi, có điều, Mạc Đào huynh cũng có thể ở lại võ hội đảo cùng xem võ hội, Cổ gia ta đương nhiên sẽ tiếp đãi huynh như khách quý. Lời nói của Cổ Mộng Kỳ dịu dàng mà không có chút sơ hở nào, khiến Mạc Đào cũng không thể nói được gì, gương mặt biến sắc một lúc lâu mới hầm hầm vung tay, lạnh lùng nhìn Lâm Động. Được, nếu các ngươi đã muốn để hắn viện trợ thì ta sẽ đợi xem hắn có thể làm được gì. Hừ, đến lúc đó sẽ không thể nào dựa vào mấy cái quy tắc đó mà được lợi. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.